Xin chào tất cả quý vị, bạn đã quay trở lại kênh YouTube Nhà 5D, nơi mà mình luôn chia sẻ các video đánh giá chi tiết các sản phẩm về gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh cao cấp. Thì trước mắt các bạn ngày hôm nay, đó là một mẫu sản phẩm được coi là bán chạy nhất của thương hiệu Koni Thái Lan. Đó là mẫu bồn cầu một khối có mã hiệu là A306. Sản phẩm này có những đặc điểm gì nổi bật thì mình và các bạn sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu ngay bây giờ. Trước tiên phải nói về chất liệu sứ. Sản phẩm này được làm toàn bộ chủ yếu từ vật liệu sứ cao cấp độc quyền Koni, có khả năng chống bám bẩn và chống ố vàng tuyệt đối. Điểm tiếp theo đó là về thiết kế. Sản phẩm này được làm với ngôn ngữ thiết kế mình đánh giá là cực kỳ sang trọng và hiện đại, với thiết kế thân dáng dài, cao, thon gọn và phần thân dưới có thiết kế cực kỳ là tối giản, suông, ít chi tiết, dễ dàng vệ sinh và rất hiện đại. Mẫu bồn cầu này sử dụng hệ thống xả siphon. Siphon ở đây là hai nút nhấn xả, tiết kiệm nước. Và nắp bồn cầu được là nắp dây êm, được làm chủ yếu từ vật liệu ABS cao cấp, có khả năng chống bám bẩn và ố vàng. Nắp này phủ nano. Một cái điểm nữa mình đánh giá cao của cái nắp này, đó chính là cái nắp này cực kỳ là dễ dàng tháo lắp thông qua hai cái nút nhấn vật lý ở đây. Đó các bạn xem, mình sẽ tháo ra cho các bạn. Cực kỳ là dễ dàng chỉ qua hai cái nút nhấn vật lý và lắp vào dễ dàng nữa. Nhờ có hai thao tác như thế này thì các bạn có thể dễ dàng vệ sinh sau này. Tiếp đến là nội dung mà các bạn mong chờ nhất, đó là đánh giá trải nghiệm sử dụng sản phẩm. Và như thường lệ mình sử dụng ở đây, đó là một cái đế xả chuyên dụng, giúp mình đo được cái lượng nước cấp vào bồn cầu cũng như là test được cái khả năng xả của các mẫu bồn cầu này. Như bạn thấy ở đây, cái bảng điều khiển có hiển thị cái lượng nước sau khi bơm đầy vào trong két nước là khoảng 5,5 lít. Nếu các bạn thấy đèn nhấp nháy là do cái tần số quét của máy quay và bảng hiển thị nó không khớp nhau thôi. Như hiện thực tế ở đây đang là 5,5 lít. So với cái két nước như này, bồn cầu sử dụng là hai nút nhấn xả tiết kiệm nước, với một lần xả nhẹ mình đo ở đây là khoảng từ tốn khoảng từ 3 lít nước và một lần xả nặng tốn khoảng từ 4 lít nước trở lên đối với một lần xả. Bồn cầu sử dụng công nghệ xả 3 chế độ cao cấp, bao gồm có xả xoáy, xả vành cũng như là xả rim, giúp làm tăng hiệu quả sử dụng cũng như là tiết kiệm nước và giảm tiếng ồn. Như thường lệ mình sử dụng ở đây là một bài test bằng những cái hạt nhựa như thế này. Những hạt nhựa này mình sẽ thả nổi ở trong lòng bồn cầu. Và đây là một bài test tương đối là khó. Nếu mẫu bồn cầu nào mà vượt qua những bài test như thế này thì mình đánh giá đây là mẫu bồn cầu có khả năng xả cực kỳ là hiệu quả. Các hạt nhựa đã được lấp đầy trong lòng bồn cầu rồi. Giờ mình sẽ tiến hành test khả năng xả nhẹ trước. Các bạn xem nhá, mình bắt đầu nhấn. Các bạn thấy thế nào? Chỉ với một lần xả nhẹ thôi nhưng mà lực nước cực kỳ là mạnh và ngay lập tức đẩy xả tất cả những cái viên hạt nhựa đi, cực kỳ là hiệu quả và tiết kiệm nước. Mình đánh giá đây là một trong những mẫu bồn cầu có chế độ xả hiệu quả nhất hiện nay, chỉ với một lần xả nhẹ thôi. Lần thứ hai mình sẽ test khả năng xả nặng. Giờ mình sẽ đi vào chuẩn bị. Nhấn xả. Các bạn thấy không? Lực nước rất là mạnh, xả rất là hiệu quả và âm thanh phát ra cũng rất là êm nữa. Sản phẩm này có các thông số kỹ thuật kích thước như sau. Bồn cầu có chiều dài thân tổng thể là 710mm, chiều rộng là 385mm và chiều cao tổng thể là 725mm. Với kích thước như vậy thì đây là một mẫu bồn cầu với kích thước trung bình và có thể sử dụng cho được nhiều loại phòng tắm hay phòng vệ sinh có kích thước khác nhau. Và nếu các bạn quan tâm sản phẩm này, hãy liên hệ ngay theo các thông tin mình để ở trên màn hình ở đây, hoặc click vào phần mô tả video này để biết thêm chi tiết. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.